Oh, xin chào các bác và các fan hâm mộ đang theo dõi kênh Chim Cu Gáy. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết năm 2019, mình sẽ thực hiện cái clip này để dành cho một khách hàng nào đang theo dõi các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn rõ này. Đây là một đôi chim được nguyên bản là nó đã nở rồi. Mình zoom lại một chút. Tầm này nếu như các bạn nào mà có vú nuôi thuần mà nó vẫn bón chim, hoặc là các bạn có thể tự bón là rất đẹp, bởi vì nó cũng vừa mới tầm vẫn đang nằm ổ nhưng mà nó đã toè toè lông rồi. Nó tầm này ấm áp rồi các bạn nhé. Các bạn nhìn cho kỹ, đôi đây là đôi chim hai con nằm cháo đầu nhau. Chắc chắn là một đôi này là nó là một đôi trống mái, mình khẳng định, bởi vì bố mẹ của nó là rất là hay ra như vậy, và nó theo những cái dấu hiệu bây giờ mình nhìn nó là như vậy. Thì đây là cái ô này mình dùng rất là rộng, bề dài của mình là 3 mét, bề ngang là 1 mét, bề cao là 1,5 mét. Cái thể tích của lồng chim này rất là rộng và thoải mái. Đây là mình cho nó uống nước ở dưới này, hạ thổ ở đây, mà các cơ cầu bậu của nó bằng sắt thép nhé. Rất là nhiều ổ rổ ở trong này để cho nó rộng rãi. Và đây là bố mẹ của chúng. Đấy. Bố mẹ các bạn nhé. Bố mẹ. Đấy. Bố mẹ đây. Đấy. Các bạn nhìn rõ bố mẹ chưa ạ? Đấy. Nó sẽ lên với con nó bây giờ lên. Đấy. Thì đây là cặp. Đây mình phải cho ăn cả cám cả lúa này. Đấy. Thì báo cáo với các bạn là những các bạn mà bắt tầm này thì là mình đã bảo hành cho các bạn là giọng thổ, và nó là một đôi đấy, chim bố mẹ của nó đây. Chim bố mẹ của chúng kia. Đấy, chim bố mẹ rất là đẹp. To đẹp đúng không ạ? Chim bố mẹ rất là to đẹp. Các bạn nhìn rõ chưa ạ? Đây là chim bố mẹ của nó nhé. Đấy. Chim bố mẹ phấn hồng luôn. Con bố là đeo xích chân luôn đấy, thấy chưa? Đeo khuy đồng ở chân bên bên phải, tính từ nhìn từ đằng đầu xuống đằng đuôi. Đó. Đây là đôi mãng ngỗng phấn hồng giọng thổ, một trống một mái. Bạn nào muốn gây giống thì lên alo sớm cho mình. Đầu xuân năm mới thì mình cũng sẽ có cái sự gia lộc ưu ái. Đó. Đấy. Đây là con bố của nó này. Còn đây là chim non. Chim non các bạn nhé. Chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, alo, chào
Dạ vâng đúng rồi ạ.